Lâm, em sao thế? Lâm, Lâm. Ok. Lâm, Lâm. Bác sĩ, cháu bị làm sao ạ? Xuất huyết dạ dày cấp do uống quá nhiều rượu. May mà anh chàng người yêu của cô đưa đến kịp đấy. Người yêu ạ? Người yêu nào? Bác, anh ấy có nói tên là gì không ạ? Anh ấy nói với tôi anh ấy tên là Hoàng Vinh, mà anh đã thức suốt đêm để chăm sóc cho cô đấy. Có điều gì buồn bực thì cô cứ nói ra. Chưa ai lại uống đến mấy lít cồn vào trong dạ dày bao giờ. Nhưng cô cũng đừng lo, cứ nghỉ ngơi rồi uống thuốc này nhé. Dạ dày của cô còn dùng được lâu đấy. Đây, cứ theo đơn mà uống. Nếu như không có vấn đề gì thì trong ngày hôm nay cô có thể ra viện. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Cô còn trẻ, nhớ yêu lấy bản thân nhé. Trời ơi, mày sao rồi? Tao bị xuất huyết dạ dày. Cái con khỉ này, mày càng ngày càng đổ đốn, uống nhiều vào, nó mài dạ dày ra ấy. Hậu quả nhãn tiền ra đây, tao lo quá. Mà sao mày lại biết tao ở đây? Vinh gọi điện báo cho tao biết. Anh ấy nói, hôm nay anh ấy bận họp, không đến chăm mày được. Mày và anh ta có vẻ có duyên với nhau đấy. Khỉ ạ? Duyên cái gì mà duyên. Hôm nào gặp cảm ơn nội tao nhá. Mày không đi mà cảm ơn, nhờ tao làm cái gì? Tao không muốn có sự hiểu lầm vào lúc này. Tao lo lắm. Không khéo tao nghiện mất. Chả biết nói với mày thế nào. Mà có khi mày phải đi một nơi khác mà cai rượu đi. Tao uống một cách vô thức. Thế mày có cần gì không? Có đói không? Thế thôi, nằm xuống ngủ đi. Ngủ nhiều vào sẽ đỡ hơn đấy. Yeah.
Mày phải thoát ra khỏi tình trạng này thôi. Nhưng bằng cách nào chứ? Tao không thể làm việc, tao không thể vẽ mà không thể suy nghĩ được điều gì nữa. Mày phải bỏ rượu. Không, nó đã giúp cho tao bình tĩnh trở lại. Đấy là mày tưởng như thế thôi, chứ nó là mày mụ mị, quẫn bách và trống rỗng, mày hiểu không? Nghe tao, bỏ rượu đi. Được rồi, tao sẽ bỏ. Không, phải bỏ ngay lập tức. Mày có biết mày đang đánh mất cái gì không? Tao chẳng còn gì để mất cả. Mày đang đánh mất chính bản thân mày đấy. Nhưng tao có gì chứ? Tất cả mọi thứ nó cứ đến rồi nó lại đi. Nó có cần biết tao đang quan tâm đến cái gì mà tao cảm thấy thế nào đâu. Giang không phải là tất cả. Còn những người đàn ông khác, còn những việc khác ngoài tình yêu. Mày còn công việc, còn sự nghiệp, còn niềm đam mê của riêng mày. Mày không thể chấm dứt cuộc sống vô nghĩa vì một thằng đàn ông như thế được. Tao không biết phải sống thế nào nữa. Tao phải làm gì cho mày bây giờ hả Lâm? Tao không thiệt gì hết. Tất cả đã tan vỡ hết rồi.